4. Haibara ai? 1. Tớ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nên không dám tin ai trên đời này nữa. Những người tưởng như hiền lành nhất, thân thiết với ta nhất, lại có thể hại ta bất cứ lúc nào. 2. Không phải cá mập, không phải, là cá heo. Đúng, loài vật được ưa thích ở biển. Chắc chắn đó không phải là cá mập, những kẻ chạy trốn từ đáy biển tối om và lạnh lẽo. 3. Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó, nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thật của mình. 4. Cái quan trọng không phải học hỏi từ ai, mà có biết vận dụng hay không. Bây giờ, đối với tớ cậu là nhân viên cứu hộ tuyệt vời nhất đấy. 5. Làm sao để nhận biết được con người qua vẻ bề ngoài? Hoa hồng đẹp thế mà vẫn có gai nhọn đấy thôi. Con người cũng vậy, càng vẻ mặt từ bi bao nhiêu có khi trong lòng càng nham hiểm bấy nhiêu. Tất nhiên cũng có những người tuyệt vời về cả hình thức lẫn tâm hồn. 6. Hoa là thứ mỏng manh, không sống được lâu. Có bảo vệ nó khỏi nắng, mưa thì nó cũng nhớ mặt trời mà héo. Khi có bão, thì lớp bảo vệ cũng đâu có ý nghĩa gì. 7. Đừng bắt ép nó, con người không thể xoay chuyển được thời gian đâu. Nếu cứ cố tình làm trái quy luật này, chúng ta sẽ bị trừng phạt. 8. Ký ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời. 9. Không có gì khổ bằng việc vừa sống vừa lo lắng nỗi sợ trước mắt. 10. Giống như một con chim sẻ, cậu sẽ nhảy từ chỗ này đến chỗ khác, sắp xếp những manh mối mơ hồ. 11. Một khi ác quỷ nhỏ nước mắt thì ma lực sẽ biến mất. 12. Tớ đã biết, không thể mãi trốn chạy thực tại, mà phải đối đầu với nó. 13. Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra. 14. Làm sao biết được lòng người qua vẻ bề ngoài, hoa hồng đẹp lắm vẫn có đầy gai. 5. A cai. 1. Một người ngốc nghếch bên ngoài giả vờ bình tĩnh để rồi khóc một mình. 2. Muốn bắt được chúng chỉ cần gắn vào sợi dây đó một con mồi ngon để dụ chúng vào, và một lưỡi câu thật sắc nhọn, móc xuyên qua họng. 6. Vơ mút. 1. Chúng ta là chúa trời và cũng là ác quỷ, bởi vì ngược dòng thời gian chúng ta sẽ hồi sinh người chết. 2. A secret makes a woman woman, bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ. 7. Các nhân vật khác trong chuyện. 1. Không được quên mình trước nỗi sợ hay nỗi thù hận, luôn phải đặt mạng người lên trước và làm nhiệm vụ một cách sáng suốt, anh minh nhất Takagi. 2. Cuộc sống thật ngắn ngủi, có mấy ai biết được rằng sau giấc ngủ đêm nay, thì ngày mai lại là ngày cuối cùng của mình. Hattori. 3. Ngốc. Mạng sống không phải của người hay của mình, mà chỉ là thứ quý giá không thể để mất. Kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân, dù đó là mạng sống của mình. Shizuka. 4. Thành công đến không dễ thấy ngay đâu, nhưng thất bại thì biết liền tức khắc. Riner. 5. Nếu bỏ gương mặt ác quỷ này thì chỉ còn gương mặt của một hung thủ hèn nhát thôi. Satan on Izuka tại hoa anh đào là logo của cảnh sát Nhật Bản mà. Tượng trưng cho sự kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm, đó là loài hoa của công lý Kobayashi. 6. Cô có bị ngốc không đấy? Tình bạn mỏng manh thì có gì không tốt? Chỉ có mỏng manh thì cô mới biết trân trọng. Qua đó mới cảm thấy sự ấm áp từ trong trái tim. Chứ cứ dày như cái mâm sắt, thì còn thấy ấm nỗi gì? Son Oko. 7. Chỉ cần một lần nhu nhược với bản thân mà phạm luật thì nó sẽ trở thành thói quen. Khi đã thành thói quen thì cậu muốn bỏ cũng không được nữa. Điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao. Chiba. 8. Kẻ đùa giỡn trên mạng sống của người khác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân thì cũng chẳng khác gì một con quỷ. Mekure Juzo. 9. Trả thù sẽ chỉ sinh ra sự trả thù, rồi cảm giác thỏa mãn sẽ nhanh chóng biến mất, như tuyết tan chảy trên lòng bàn tay mà thôi. Katashinari Kuto. 10. Nếu ngay từ đầu, người con gái đã không chấp nhận, thì dù có làm cách nào, anh cũng không thể mở cửa trái tim đâu. Uchida Asami. 11. Chỉ có hạng đàn ông mơ mộng mới luôn nghĩ rằng phụ nữ sẽ mãi không thay đổi thôi. Kasakura Nami. Trên đây là những câu nói hay của các nhân vật mà mình tìm kiếm được. Nếu các bạn còn thấy những câu nói nào nữa, thì nhớ để lại bình luận để tất cả mọi người cùng biết nhé. Video của mình đã hết, các bạn nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha. Tạm biệt.